Xin chào mọi người nha, đây là con chim mảnh khuyên non mọi người ạ. Đây nhìn bỏ ra nắng cái là nó xòe đuôi rồi này. Xòe đuôi rất đẹp luôn. Xòe đuôi xả cánh xuống sưởi nắng. Đằng sau mình có mấy con mọi người ạ, nên nó đang líu ấy. Gọi líu nữa. Bạn cho tay cho nó xù đầu đi bạn. Ngồi gọi đằng kia. Đó, mọi người thấy không? Đây là con khuyên non, con này được lâu chưa bạn? Cuối vụ. Thế được 2-3 tháng ấy nhỉ? Cuối vụ đúng nhỉ? Tháng 3, 4, 5 tháng. Mọi người nhìn không? Nhìn nó phê nhìn này. Nó phê nhìn mắt lim ra lim dim luôn. Đúng như kiểu là phê cần. Con này bạn mình đang định nuôi nuôi cho đến lúc con líu mọi người ạ. Để bàn các kiểu. Ủa, chưa đóng hết à? Mọi người thấy nó xù đầu đều không? Không biết kêu gọi phê. Mắt lim dim kìa, mắt lim dim kìa. Nuôi được một con khuyên mà từ còn non mà đến lúc con líu rất là vất vả đấy mọi người. Mọi người đăng ký kênh của mình nhá, để theo dõi sự phát triển của em này. Người cứ thế này bọn cất đi đỡ nắng. Mà phơi nắng mà. Cho ăn con sâu. Nhanh cầm sâu lên xem nào. Nhanh chân lên. Bạn mình đang bị bón sâu cho nó ăn mọi người ạ. Cho mọi người xem này. Nhanh các bạn thường ngồi hơi mỏi chân rồi đấy. Không nhìn thấy rồi. Vướng vướng vướng. Cho lại xem nào. Cứ nó quép 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 rồi. Ai gọi rồi?